Tại vì dòng xe này chị thấy hợp thời trang nè, đẹp, cộng gãi, phù hợp với gia đình chị 4 người. Nó rộng rãi, hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Nhất là tiết kiệm nhiên liệu, mẫu mã cũng rất là đẹp và công nghệ rất là hiện đại, rất là thông minh. Anh thấy đẹp, thích. Có rất là nhiều tính năng, nói chung là sẽ có trải nghiệm rất là tuyệt vời cho cá nhân anh. Xe gầm cao, rất là thoải mái, ốp sinh đầy đủ, không gian thoải mái cho gia đình anh trải nghiệm đi chuyến đường xa. Đầy đủ tiện nghi, rộng rãi. Nó có nhiều ốp sinh và thiết kế của nó thì nó là dù là xe gia đình nhưng mà thiết kế rất là sang trọng và bắt mắt, có nhiều cái tiện ích rất là hiện đại cho tài xế, xịn sò ở cái hàng ghế sau. Trời ơi, được cái nhân viên tư vấn nhiệt tình á, phục vụ tận tình rất tốt, nhân viên hoạt động hành nhã, tiếp đón nhiệt tình. Rồi bên nhân viên đây là vui vẻ với khách hàng, để phục vụ, để tư vấn cho anh rất là đáp ứng được tất cả cái nhu cầu của anh và làm anh rất là hài lòng. Và anh đã quyết định chọn Hyundai Bình Nam để là một cái nơi để anh đặt niềm tin vào đó, và bên Hyundai Bình Nam đã làm cho gia đình anh cảm thấy rất là hạnh phúc trong ngày hôm nay. Tư vấn rất là kỹ và theo sát mình từ lúc mà mình tìm hiểu về nó luôn tới bây giờ luôn, cho nên mình cảm thấy rất là hài lòng và dịch vụ ở đây rất là tốt, 10/10. Nhân viên ở đây thì nhiệt tình, tư vấn mọi cái thắc mắc của mình. Showroom thì nó rộng rãi, nhiều mẫu mã xe cho mình lựa chọn. Nếu mà có cơ hội, anh vẫn sẽ chọn Hyundai Việt Nam. Mình sẽ giới thiệu bạn bè hoặc là người thân của mình mua xe, đầu tiên là mua xe con này trước, hoặc là theo những cái dòng xe mà phù hợp với túi tiền ở Hyundai miền Nam.